Như Lê này, hiện nay thì một năm học mới đang sắp bắt đầu và người ta nghĩ ngay đến những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, những cái em học sinh mà có nhiều cái thiệt thòi. Không biết thì có những cái thông tin gì cho các em trong cái năm học mới này không? Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Minh Trang, với vai trò là cầu nối những tấm lòng nhân ái, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Đắk Lắk không ngừng nỗ lực để huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để chăm lo cho nhiều trẻ em kém may mắn trong cuộc sống. Và cùng với sự chung tay ấy thì những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được sống trong tình yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và được cấp sách tới trường. Gia cảnh khó khăn, nhà cách trường học tới 7 km nên trước đây em Hờ Hiêm Bờ Lô ở xã Chư Cờ Long, huyện Crong Năng thường phải đi nhờ xe đến trường. Hôm nào không nhờ được xe là phải đi bộ. Em luôn mơ ước có được chiếc xe đạp để rút ngắn thời gian đến trường. Mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi mới đây Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi phối hợp với các nhà hảo tâm trao xe đạp, tập vở cho em và các bạn cùng trường trước thềm năm học mới. Hoàn cảnh của em trước giờ cũng không khá giả gì hết, cũng bình thường và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề đi học. Khi có xe đạp sẽ giúp em đi học hoặc đi đâu đó tiện hơn và đi học có thể đúng đúng giờ ạ. Em hứa em sẽ cố gắng học tập để mọi người vui tự hào với em ạ. Em Hờ Hiêm Bờ Lô chỉ là một trong hàng nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh nghèo khó khăn được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Đắk Lắk làm cầu nối, hỗ trợ vật chất và tinh thần. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Đắk Lắk đã vận động được hơn 10 tỷ đồng gồm tiền mặt, hiện vật để trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, xây nhà tình thương, trường học, chăm sóc sức khỏe, phẫu thuật tim, dị tật, vận động cho trẻ em. Đối với trường trung học cơ sở Y Dút thì lại đóng trên một cái địa bàn xã đặc biệt khó khăn và trên 90% học sinh đó là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên mọi cái nguồn lực hay cơ sở vật chất để đến trường thì còn nhiều thiếu thốn. Và hôm nay thì nhận được cái sự chia sẻ, cái sự giúp đỡ của các cái tổ chức cá nhân, đó là 80 chiếc xe đạp, như là 5.000 cuốn vở và 100 chiếc áo khoác, thì chúng tôi nghĩ là đây là một món quà vô cùng ý nghĩa để tạo động lực cho các em đến trường, cũng như là rút cái khoảng cách đỡ cho các em nhọc nhằn hơn khi mà những cái quãng đường xa để có thể trường như thế. Hiện toàn tỉnh có hơn 50.000 trẻ em, trong đó có gần 5.000 trẻ em đặc biệt khó khăn, rất cần sự chung tay của cộng đồng để góp phần giúp các điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, chắp cánh ước mơ tới trường.